Vâng, em xin chào tất cả các bác và quý anh chị ạ. Hôm nay em giới thiệu với các bác một dòng máy rửa xe mới nhất trên thị trường hiện nay ạ. Máy rửa xe Honda chính hãng đấy ạ. Model là HD105A đấy ạ. Vâng đấy ạ. Với công suất của nó là 3.500W các bác nhé. Vâng, thì lưu lượng nước của nó là 13 lít trên 1 phút đấy ạ. Và âm lực nó lên tới 253 đấy ạ. Vâng, máy em thì có chỉnh áp đấy. Có chỉnh áp đấy. Chỉnh áp xả e tự động đấy ạ. Khi trả e sẽ... xe tự động này là mình dùng lâu là tránh nóng máy, om máy và cháy máy đấy ạ. Vâng, máy bên em phụ kiện thì nó đầy đủ bác ạ. Dây cao áp dài 15m đấy ạ. Có dây cấp nước là 2m ạ. Đầy đủ các đầu lọc rác đấy ạ. Và súng chuyên dụng của nó các bác nhé, súng chuyên dụng. Và có cần nối súng dài ạ, tặng các bác bình tạo bọt đấy ạ. Vâng, bây giờ em sẽ lắp đặt máy để em test thử máy cái chất lượng của máy và sức mạnh của máy cho các bác xem ạ. Vâng các bác nhá, đây em cắm điện kết nối trực tiếp dây đấy ạ. Đấy, vâng đây em lắp đặt sẵn cho các bác xem nhá. Đấy, đây ạ, vâng. Vâng, máy bên em thì có 3 chế độ khác nhau bác nhá. Đây chế độ tia tập trung này. Đây phụ rất chi là xa. Mình rửa nhà được cái đấy, rửa nhà này. Đấy, rất chi là xa cơ. Sạch rửa sạch các vết bẩn cứng đầu được các bác nhá. Rửa chuồng trại rồi vườn này, đấy, rất chi là tiện này. Vâng, chế độ đây là chế độ tia xòe nhá, chế độ này để mình để tưới cây ạ, tưới cây tưới lan rất chi là tiện ạ. Vâng, còn chế độ tia chùm bây giờ em sẽ lắp đặt bình tạo bọt vào để khi các bác rửa xe rửa ô tô thì mình cần đến cái chế độ này các bác nhá. Vâng, bây giờ em sẽ lắp đặt cái bình tạo bọt vào để rửa xe cho các bác đi ạ. Vâng, đây các bác nhá, đây em lắp bình tạo bọt để rửa xe các bác thấy chưa, rất chi là tiện rồi, chỉ trong vòng vài phút mình rửa được cái xe không phải ra tiệm được ạ. Đấy. Vâng, máy bên em thì 100% là nói đồng các bác nhá. Được bảo hành 24 tháng. Bảo hành 24 tháng và được lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng nếu lỗi do sản xuất ạ. Đây các bác thấy rất chi là sạch ạ. Đấy, các bác thấy máy bên em chạy rất chi là êm luôn. Máy chạy cực kỳ êm luôn nhá các bác nhá. Và các bác rửa rất chi là sạch luôn. Đấy, các bác quan tâm thì các bác để lại số điện thoại ạ, hoặc để comment trên video bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhiệt tình ạ. Đấy các bác thấy chưa? Đấy, rửa sân này, chuồng trại sạch sẽ chưa? Đây các vết bẩn cứng đầu là bay hết, đất cát đấy ạ, rất chi là sạch đấy ạ. Vâng, em cảm ơn các bác đã theo dõi video của công ty em nhá. Em chào các bác.